Cuộc đời vẫn đẹp sao? Ai sẽ trả tiền cứu bố con anh Lưu, bà Tình, chị Hòa hay phong bì tiền của bà Lục? Trước tình thế không còn đường lùi, 3 tháng kéo cày vay tiền bán máu chỉ trả được 3,5 lít thì chỉ 2 ngày phải trả 86,5 củ thì chỉ có thịt anh Lưu cũng đào đâu ra. Liệu rằng sẽ có một phép màu nào sẽ giải thoát cho anh Lưu? Anh sẽ trúng một con đề, nhận được một cục tiền hay sẽ có một đại gia ngầm ra tay cứu giúp? Hay rồi chính bà Tình, Luyến sẽ đưa số tiền trong thẻ kia để cứu anh Lưu? Và còn có một khả năng, chính chị Hòa vì Nga sẽ ra tay mà trả nợ cho Thạch. Và còn nhiều người cầu mong rằng cụ Lục vẫn còn linh thiêng, đã để lại cái phong bì tiền hôm trước cho anh Lưu tìm thấy. 2 ngày trả hết nợ 86,5 củ. Cắt thận thì đã vỡ mộng, giờ chỉ còn 3 phương án: một là bỏ trốn, hai là tổ tiên phù hộ may mắn trúng đề hay nhặt được cục tiền như cụ Lục, ba là sẽ có một người nào đó ra tay giúp đỡ, có thể là Luyến, có thể là chị Hòa hay là một đại gia nào đó. Phương án khả thi nhất đó chính là Luyến. Luyến khi chứng kiến anh Lưu bị xiết nợ rồi nhớ lại bao ân tình anh đã dành cho mình, cùng với sự đồng thuận ủng hộ của mẹ, Luyến sẽ đưa số tiền trong thẻ để giúp cho anh Lưu, và đó cũng là mấu chốt gia tăng tình cảm giữa hai người để trở về bên nhau. Phương án thứ hai đó chính là chị Hòa. Khi chứng kiến anh Lưu bị đánh đập rồi thấy Nga cầu xin khẩn khoản, vì thương con, vì không muốn mất con, chị Hòa đã trả nợ cho Thạch, nhưng với một điều kiện: Nga phải dừng lại, không được yêu Thạch nữa. Vì tình yêu, Nga đã chấp nhận để cứu Thạch. Đó cũng chính là nút mở cho một tình yêu hy sinh cho nhau để Nga và Thạch quay trở lại bên nhau. Một sự xuất hiện nữa được kỳ vọng đó chính là ông chủ cho vay nặng lãi xuất hiện lại bất ngờ, chính là người đã được anh Lưu cứu giúp ngày xưa, giờ gặp lại hắn đã gặt nợ cho anh Lưu. Nhưng có một điều mà nhiều người cầu mong, đó chính là anh Lưu chả phải phụ thuộc vào bố con thằng nào cả. Và may mắn mỉm cười với anh sẽ nhặt được một vali tiền, hay rồi sẽ dồn tổng lực đánh trúng cả một con đề. Và một phương án khả thi nữa, đó chính là anh Lưu sẽ tìm được phong bì tiền của cụ Lục để lại. Bởi hôm kia cụ nhặt được một sấp, nhưng cụ chưa tiêu được là bao nhiêu thì đã ra đi trong tích tắc.